Thưa quý vị, năm 2020, trên địa bàn quận Thanh Khê, doanh số cho vay tín dụng chính sách đạt gần 172 tỷ đồng, tăng gần 18%. Dòng vốn chính sách đã tiếp sức cho gần 4.200 khách hàng là các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Các chương trình cho vay với doanh số lớn như cho vay hộ nghèo với dư nợ trên 3,5 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo hơn 4 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm là trên 136 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên đạt gần 6,5 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội đạt trên 11 tỷ đồng. Tại hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2021 tổ chức vào chiều ngày 8 tháng 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Thanh Khê quyết tâm phấn đấu đưa tăng trưởng tín dụng chính sách năm 2021 đạt trên 10%, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 0,12%. Hội nghị cũng bàn giải pháp để tăng cường huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn, tăng cường vai trò tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận và các phường trong chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tham mưu củng cố, kiện toàn kịp thời Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp, thường xuyên phối hợp thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng.